Ok, rồi anh em đến với video ngày hôm nay thì chúng ta đã đi đến đoạn cuối cái series Forbidden Kingdom này. Thì tôi cũng khá chán những game này rồi, nhưng mà cũng gắng cố gắng chơi thử cái DLC này luôn. Coi này nó có gì khá hơn không. Thì coi như là cái DLC này là cái DLC cuối cùng của cái trò chơi này, cũng là bản cái duy nhất mà cái DLC mà cho phí. Còn là mấy DLC kia là miễn phí thôi. Bây giờ chúng ta chơi thử cái DLC này nghỉ luôn thôi. Cái series này cũng kéo dài khá nhiều rồi, cũng không ai chơi đâu, cũng không ai coi luôn. Bây giờ chúng ta coi lại dạng nhân vật thì nhân vật này là cơ bắp với tầm nhìn. Tạo gàng thì vẫn là cơ bắp với thể lực. Này thôi, săn có tầm nhìn trí tuệ, và tầm nhìn, trí tuệ tầm nhìn cân bằng. Nhưng mà nhân vật này có cái nội tại hồi máu do quyền tem rất là đáng nể. Tôi nghĩ chúng ta chơi đội hình như cũ luôn như rồi. Đây nhân vật nào đó, tám mốt điểm này, 77 điểm này. Chúng ta đến tiểu phu và bắt đầu chơi thôi. Đón công cho chọn nhân vật đó. Người không biết cái phần này có gì khác nhiều không? Rồi xuống cái làng dưới giải quyết vấn đề. Để bây giờ coi thử trong làng có cái gì đó. Được một đôi giày còn 5 tốc độ với Kyurem, đồng ý nhiệm vụ luôn. Đây nhiệm vụ đưa thư thôi nên nó khá là đơn giản. Cũng coi trong làng có bán đồ gì ngon không. Có một quyển sách này tầm tầm thôi. Cái cây que này nó chỉ được mục tiêu 6 điểm, quyển sách này 9 điểm rồi. Rồi cũng không ngon mấy. Chúng ta đi luôn đi. Điều này tiếp tục nhận nhiệm vụ. Một cái cây trượng mà dễ vỡ chứ không lấy đâu. Nên nhớ nhận nhiệm vụ này được. Đánh bại này. Ở đây có bán cái gì ngon không? Đánh con ong rồi luôn. Trời. Mới vô mà làm gắt quá ta. Một con 6 đào này bị giảm đam rồi nên nhất tấn con bên đây thôi. Mới vô được cây súng rồi đó. Chúng ta chỉ có 3 độc thôi, chỉ phải một thương nhân ở trên đó luôn rồi. Vô chấm vụ rồi. Này 8, cây cung này 8. Này tầm nhìn, ta làm trí tuệ. Thanh niên này là mang được có 3 thứ luôn, rất là tiện dụng luôn. Nhưng mà chỉ có mỗi quyển sách là coi được thôi, cũng không có gì đáng giá. Ta qua đấm con này luôn được không? Không không. Không có sự kiện gì cả. Và đấm kỹ luôn nha. Ba đấm một.
Dọn dọn ghen nhanh lên. Hụt rồi, hụt hai phát luôn rồi. Nó đánh lại hụt một phát. Chết luôn. Này dồn tiền vào thanh niên Sona thôi, để cái thanh niên nó có gì mua máu được. Đi được cái hai ô luôn đó hả? Đúng cái móc bảo hiểm luôn. Ý là nhân vật này đang mang cái đống đồ gì nữa nữa nha. Con này nó nhanh lắm. Nó nhanh nó vẫn phải chết rồi. Cộng một điểm kháng, tôi nghĩ là do niên tăng rồi đấy. Không đủ tiền rồi. Bây giờ ra game này có 10 đồng cũng không đủ. Ở đây đó. Quên đi. Chúng ta xuống cái khu này coi nhé. Chơi luôn, 3 điểm luôn. Cái quyển sách chính cũng được. Đấm luôn. Chờ tụi nó tốc nhanh quá vậy ta. Chết đường nữa, hai đứa kia đạp lại. Bây giờ ở đâu à? Chính máu. Đánh này đi. Đánh này chỉ gần 3 phát là được. Mà nó ra có 2 phát à. Sáu là vừa đủ luôn á. Giết ra 7 chị không biết nữa. Bây giờ đủ tiền đi mua đồ rồi. Không biết này là gì. Phải được một đôi giày. Còn hai điểm trí tuệ thôi. Chúng ta chuẩn bị xuống đấm con level 1 này. Có cái chợ đêm chợ ngày vậy đó. Bỏ đã. Bỏ luôn. Đừng sợ nhân vật này vô. Con này nó đi quá chậm luôn á. Thực sự. Bây giờ là con này không giáp đến đây trước. Quên lấy quyển sách hoài, quên nữa. Có khi chết luôn á. Diệt diệt này trước. Hơi dư rồi, quýt hơi dư rồi. Cọc luôn rồi, rồi toàn rồi. Hên né được, không né được chắc đi luôn rồi đó. Gà đang đó. Đánh con 11. Con này đánh phát còn 1. Mà chắc phép úp lên đi.
Trường này đánh phát nữa. Mất máu nhiều quá. Cái mũ còn một trí tệ được nè. Cái gương này không biết nên mở không. Mở sợ nó ra quá giật cái báu này. Này bỏ lời nguyền. Mày cầm súng xài được nè. Một trí tệ thì không cần. Nhưng mà đầu game chắc đeo đợi đi. Cái này để xuống đây là đi vào nhiệm vụ. Đưa quyển sách cho mà Suna đó. Chúng ta có sách mới. Vậy thì chuyển cho con mắt à. Con mắt chắc này đeo đi. Này thì đeo được một cái điểm thức tỉnh rồi. Với nó đi chậm quá. Ủa thằng giữa mới đi chậm quá. Bây giờ đấm luôn con bên đây không? Có cái tượng màu vàng. Dấu chấm hỏi. Cái này được nè. Hồi full focus thì còn một HP nữa. Mà nên cho ai lấy ta? Mới có 13 F à. Tám bốn phần trăm mà vẫn hụt. Cái này chợ đêm mình nó chỉ mở về đêm thôi. Đi xuống đây cho con vụ sao đó. Đấm mà. Ủa sao có người hai người vậy nè. Rồi bị chặn đường rồi. Con nó dám chặn ba người. Rồi đánh cái đi nghèo. Thay cho thanh niên này tí. Thanh niên này 80 điểm tầm nhìn lắm. Vô đánh luôn, không có gì phải sợ. Mặc dù máu hơi ít. Rồi máu cho tem. Tôi nghĩ là không phải có một con quái này đâu mà còn ngoài sau nhiều lắm. Nên hồi máu trước cái đi cho chắc. Nó né được luôn rồi. Đó. Quái ra đường nữa không? Một con gà rồi đó ra, hai con gà. Nó mổ không đau cho lắm, chỉ có hai đâm xuyên giáp thôi. Nhưng mà nó né hơi bị ảo. Vẫn né được à. Hai đâm tiếp. Này hai đâm. Rồi ba con gà. Ba con gà xong rồi tới chùm. Nó mổ lần hai máu khó chịu thiệt. Quên hết ba con chùm ra. Đó. Một thứ gì đó to lớn đang tới. The big one. Để đánh cũng ba máu à. Bèo gì đó. Nhưng mà máu nó trâu. Chơi luôn. Học luôn rồi. Nhưng mà vẫn vừa đủ đâu. Tôi chỉ sợ nó né thôi. Phải có một. Đây bên này có cái này nữa nè. Dũng sĩ đi diệt gà không biết nữa. Một cái đơn trợ phẩm nhiệm vụ thôi. Rồi đi đến cái làng khói bên đó. Cái này là cộng 5 điểm Vitali là cái điểm này. Không ngon cho lắm. 10 máu tối đa 10 điểm nữa. Nhưng mà cắn cũng được. Tôi ra gan cắn cái điểm đó cũng được.
Cái gì đây? Bị đánh ra đi. Chảy máu luôn, chết rồi. Nâng cấp. Trần này giữ tí tiền. Cái này cũng hàng dễ bỏ luôn. Kệ xài đó đi. Cái này ngu nó tới rồi. Cái này đi tên dấu chấm hỏi này. Còn 4 mép à. Không thấm nhiều vậy. Chúng ta về đây mua hết mấy cỏ luôn. Mua luôn cái này. Để coi đầu tư được cái gì nữa không. Đó là còn đây, đồ khá cùi thôi. Cái này để gì ta? Đó, thanh niên này có thêm điểm thể lực. Cái điểm nó không cần cho lắm. Điền dưới đây. Rồi bị dẫn đường rồi. Không tránh được luôn. Kệ không sao, máu còn nhiều. Chịu cùng lắm 2 tôn. 1 tôn. Dùng máu đổi được tí tiền tí ép. Cây kiếm. Đó, cây kiếm cho thằng kia được. Kiếm này cũng được. Hơi cũ tí thôi. Tìm thấy kho báu dưới nè. Cái này điểm thể lực mình không lấy được. Này là điểm gì ta? Điểm tầm nhìn. Tầm nhìn con này 45 cũng được. Được cái áo. Tăng được 2 điểm tha lành với may mắn. Cầm đại đi. Mặc dù chưa cần. Phát hiện được mấy cái hồ. Cái hồ này là cái hồ dịch chuyển thôi. Cục giấy tay lên hồ. Hồi 3 phô kết. Nhưng mà phải có một điểm nữa mới đi được. Giờ tới đây có nhiệm vụ lấy được những sách rồi đem nó qua đây, đi đến thư viện trong rừng. Bên này chắc tiếp tục mình mua máu thôi, hết máu luôn rồi. Quyển sách mà phải cầm bằng hai tay hết á. Chơi luôn. Học rồi, không có gì cả. Tuân sao vô. Một thương nhân trên này. Lại thấy kho báu ngay chỗ cũ. Trời tối rồi. Cái điểm này nó sắp tới là tôi không biết nó là cái gì. Rồi còn dính 3 đam nữa. Kệ không sao. Mình nên xuống đây lấy kho báu không ta? Lấy đây. 2 tiền. Cái cỏ, 3 focus. Cái này cũng tạm tạm. Được cái khiêu xuyên giáp.
tính 9 đam xuyên giáp mà chừng 10 chính xác. Cộng 25 đam với quá giật. Cây này ngon à. Nhưng mà nó 4 ô rồi. Mình thì cái điểm trí tệ này cũng bằng nhau đó, không có thể cầm được á. Nhưng mà đem phân dân có kêu hồi máu nhóm, một máu hồi. Rồi. Bị dính cái điểm trừng phạt kia này, lâm đấm này luôn. Không không nổi đâu. Chắc trừ một điểm này quá đó, đúng rồi. Giờ giải quyết cái vấn đề trong quán rượu này. Không, con này có độc nhiều lắm, chưa đánh được đâu. Tìm thấy một cái đuôi. Được tí tiền. Cộng 2 né tránh. Tài luôn. 3 hồi máu, ngon. Cuốn sách dịch chuyển. Xuống ồn nữa. Đi được cái hai ô thằng này nó kém dữ thiệt luôn á. Tấm này đấy. Này với con dơi và được 3 lần. Tem mình cái điểm mà tốc độ này thấp quá. Tấm dơi nè. Bảy đàm, không sao. Được tí tiền lẻ giữ đi. Đợi anh kia xuống đấm luôn. Ok. Chơi. Con này 16 máu. Thì dồn nó một tuôn chưa được. Vì dồn 2 tuôn. Rồi. 2 tuôn dồn chết này chúng ta. Trời ơi, 4 hết ngồi hụt nữa. Làm thiếu 3 đã. Dính độc thế này. Đúng là nhân phẩm này, con game. Nãy biết gì mình dồn luôn con này trước. Mình còn đang bị vô hiệu ứng dính độc nữa. Sao ông bà 18 giờ đã đánh 5 phát luôn. Bìa đánh ngon bìa. Nó phá đoạn của mình rồi. Chết. Trời ơi đi ghét luôn rồi. Tám máu à. Đánh bên đây. Hai tuần cũng đủ hết rồi. Đều tạm đây. Lúc phích. Đồ áo ngon à. Lấy được cái mà chế tàu rồi. Nhiệm vụ của mình là đi qua Chabula bên đó.
còn 3 máu à. Cái hang level 4 luôn, không đi nói đâu. Mình level 1 à. Giờ ghé lên cái làn khói ở trên mà để hồi máu cái. Bỏ đi, bỏ đi. Đây có gì ta? Test cái điểm thể lực. Lại thấy kho báu trên. Trong này nó không có bán cái gì mới, đồ vẫn như cũ. Nhưng coi trong kho mình có gì cần bán không? Hết độc rồi, chứ độc tôi nó thằng này chết luôn á. Ngủ chắc đã. Có kho báu nữa rồi. Lấy cái xa đi, thằng kia lấy cái gần. Thầy phá giải được cả lời nguyền. Cây này thì dễ vỡ nhưng mà cũng được. Tiền. Ê, tự nhiên bấm vô user rồi. Điểm thay là mình 79 là cũng không có trên với kia nhiêu. Xài luôn. Điểm trí tuệ nhưng mà chưa 2 sức mạnh. Rồi đi thôi. Giờ đuổi anh tàu luôn. Bây giờ chuyển qua cái giày quá. Cái giày này xịn nè. Nên không biết chuyển cho ai. Cho này coi thử nha. Ok. Chuyển thử cái này qua bánh luôn. Giờ mình đang cầm cái đàn á. Con kiếm mới nó hơn cái kiểu khá nhiều. Còn cái này coi thử cái này á. Cây ba tông này 9 cái một ô nhưng mà nó có 2 kill. Nhưng mà 4 cái thì nó khó cáp lắm. 15 dâm đau không bao giờ. Một hồi máu. Một hồi máu đầu game khá là ngon. Nhưng mà chắc không dài đâu. Giữ cái kia đánh lan còn có thể tùy biến được. Trời ơi. Tụi mình toàn cho phép tắt luôn. Mới vô bị nó đánh gần chết anh. Thì máu nó hụt 2 phát luôn. Nhân phẩm cao. Bảy làm phép. Nhân phẩm cực kỳ cao luôn. Bảy mươi ba phần trăm. Tuần sau chảy máu chắc nó chết rồi. Nhưng mà cái này có thể gạt nó luôn. Đánh giữa đây.
giảm phép đó. Lại hụt. Không cần hồi máu đâu. Xong tôi này lên cấp rồi. Cái cung 3 điểm tầm nhìn. Điểm tầm nhìn là 80. Ăn rồi. 4 cái có cát lắm. Bây giờ mình đi đâu ta? Ừ, xuống cái này dưới rồi. Cái này nó bắt buộc, nó không cho mình bỏ qua. Mới vô gặp con này là cũng thốn lắm đó nha. Đánh đầu lắm. Nó chậm hết cái cây cỏ mình không rồi. Đấm luôn. Bêm nhau bạn ơi. Con người cá với hai thi đu đồ. Thằng này nó lên đồng rồi, lên đồng phải đánh nó. Chết luôn. Vừa đúng. Này chảy máu chứ luôn không? Nó còn chảy máu luôn kìa. Kỳ súng theo điểm ta lên. Nhưng mà bán được phát à. Bán phát 15 đàm là 8 đàm. Nên ông ta chơi luôn. Sợ gì? Có chỗ nào neo tàu không? Đây, có cái chỗ neo tàu. Cái này là cái tượng đồng. Được. Hồi full focus luôn, lấy 12F. Lên cấp luôn. Đấm con này luôn. Đèn máu. Một con. Chết rồi, đánh giữa sai rồi. Phải đừng lẽ đánh hai con ngoài bìa mới đúng. Quên mình có cây súng. Rồi, nó đánh nổ màu cái gì? Chết luôn đi. Này mình phải gài đạn rồi. Mất máu nhiều nha, không ổn mà. Phải đồ không? Con gì với con du lầm vậy? Tuyến đây mình phải điên nào ta? Bán dây chuyền. Nói đồ cùi không à? Ơi cộng 3 trên là được hả? Tương di chuyển quá. 4 di chuyển thôi.
con này á. Gửi đống đồ này qua họ cho đem đi bán. Rồi ok. Vô lại thôi. Đây là tìm vô trong rừng tìm cái gì á? Cũng nhất à. Đi được cái hai rồi bó tay luôn. Nhiệm vụ có cây cung dễ bở mà 30 đam, lấy cái này thì tí nữa vô boss cho nó gánh được, nhưng mà lấy tiền vẫn hơn như đây luôn. Mua cây tẩu, mua lọ, nếu phải mua cái này nữa xài hết tiền nhanh quá. Cái này cũng được, 16 đam cũng được luôn, 5 đam cũng được luôn, vô đánh là có tiền thôi, gì không đủ tiền ngủ nghỉ nữa. Ai à, đây đây chín đồng còn rẻ, đúng đồng một, đúng là con nhà nghèo đấm luôn thôi. Nếu mà 2 đến 3 vượt cấp khiêu chiến, 2 giờ hút máu rồi. Nhưng mà đánh ông già trước. Xin khen phép, chết luôn. Rồi đầu bem nhẹ nhàng bem rơi thôi. Một phép chân còn. Hút những cú cuối của cưng đi. Người cưng sẽ bay màu. 7 em được 60 tiền event với mà 9 tiền đánh mang này là 69 tiền thì ra gen đó. Coi có nhiệm vụ gì không, lại là cái dễ bỏ, dễ bỏ thì không bao giờ lấy đâu. Ngay đây nữa này. Rồi giết con người đá đó, 18 đồng, còn đúng không đồng người luôn. Chắc phải là mua anh tí đồ nữa mới được. Chuyên gì yếu lắm. Cái đuốc này lại dễ vỡ. Cái kiếm thì mình có thể mang được cái khiên nè. Nhưng mà trong người không có cái khiên nào hết. Đều làm cái khiên gỗ đây. Rồi hết tôn. Em là gà vô đây bán đồ. Cái dễ vỡ này bán nè. Súng một tay bán luôn nè. Dễ vỡ bán luôn nè. 9 điểm bán luôn. Cây đàn 13 bán luôn, 11 bán luôn. Coi mua được cái gì không. Mỗi quyển sách này 13 đam. Này có 9 đam mà chắc mua quyển sách xài đó. Cây gậy 13 đam có hai cái chiêu nhưng mà không ngon bằng quyển sách. Quyển sách giá 10 đồng nữa. Xài lại cái cung đi.
Ê quên nữa, con này phải đi ngủ giấc mới được, rồi bị dính cái nữa nè. Nó lên vài năm vẫn đánh xong nổi mà không đánh thì cũng không biết đi đâu. Rồi xuống solo này đi, ba con level 2. Gì né ghê vậy, vãi, né đúng ảo ma luôn. Không không, cái chỗ này là gọi tàu thôi. Tí nó đánh bỏ thôn đi. Đưa quyển sách qua cho nó đều dùng cái đó. Ngon. Cái khiên này chứ đưa vô ra ghen đó. Hai cái giày thì cùi thôi. Ngon, vừa đủ ngon, nó đi ngủ luôn. Cái thương gia thì cũng là đồ khá cùi thôi chứ không có gì hơn. Ba sức trừ một chí mà. Cái áo được 68 đồng, mua cái là phá sản luôn. Cái que 12 đồng, cái đàn 15, 35 đồng. Mà mình có quyển sách 13 rồi. Thanh niên này muốn ăn áo khá cùi nên mua đi. Cho ra game nó mặc. Từ cái gì đây? Được mấy cuốn sách tầm nhìn. Hai đấu hai thôi. Cầm khiên á, lại bị chim đánh. Còn hàng cầm cung này lại đỡ được cái mũi tên. Rất là logic luôn nha. Không chim rồi. Rồi gán gạn ở đây. Rồi né luôn rồi. Đỡ được luôn kìa. Băng khùng, không băng chìm nữa. Băng chìm ảo màu quá. Con này giống con hải âu. Cái gì đây? Test điểm tầm nhìn. Này 75, kia 80. Rồi đến kia xuống test. Ở đây có cầu nguyện cộng 2 focus. Không ngon. Này dùng đất sa mạc á. Một cái hang muốn đêm. Cái hang level mấy đây? Hang level 5. Chúng ta level 23 không à, chưa đi nói đâu. Con này đi được có 3 ô vậy đó. Có báo ngay cạnh đây luôn. Qua lấy luôn. Bây giờ rồi cũng tầm tạm, không ngon dữ lắm. Cái áo này hợp cho hàng này nè. Gửi áo
Ủa? Này ra ghen nó nhầm mày. Ghen thì đưa nó cái áo này. Rồi bây giờ là đưa cái áo qua. Vũ khí nó đang cầm là theo cái tầm nhìn thì mang áo đi. 83. Hơn được 6 điểm né tránh, mất 3 điểm talent. Với 3 điểm may mắn. May mắn thì hiện tại chưa cần. Mình chắc cũng đổi áo luôn á. Năm ba thì cho lấy 44 nhân hơn. Quên đưa cái khiên này cho thằng kia nữa. Gì đây? Nó bắt hai thằng thì buộc phải đánh thôi. Trời, có một mốt à. Cắn cái dính độc nhưng ta né thì hên quá. Chết đi. Còn lần quăng. Trời tối gì rồi. Đi được hai đồ thiệt. Nhân phẩm nó làm sao? Ủa? Cái làng này mới vô mà sao không có quét gì anh ta? Năm hai, 12 điểm, 3 cuốn. Không mua được cái lốc phích này luôn. Trên này có cái điểm kháng tất cả là khá là ngon rồi. Bớt cái này đi. Nó mọc ra gì đây? Đây được cái cổng dịch chuyển, được cái bia đá dùng điểm trí tuệ này, trí tuệ 76 rồi, bỏ đi lấy cái lời nguyền luôn được không? Không, đang xài cái kia. Bán bớt đồ. Cái áo này hợp với mình nè. Mua luôn. Bán bỏ này đi. Cái que này thì lên được có một đam mà cái này thuộc một đam, nhưng mà nó có ba chiêu nữa. Có thể làm ướt mục tiêu. Làm ướt thì có thể kích với chảy máu cho thanh niên kia. Vẫn còn cầm khung này cũng có cái làm ướng. Hết tiền không đồng luôn. Thiệt.
Thằng đó ở yên chánh đi. Cái gì đây? Trời ơi. Nhỏ. Đúng nhỏ luôn. Lên lưng lê vào luôn rồi. Phải đái thiệt. Đèn thôi đổ quên đi thiệt. Lấy cái điểm này luôn. Rồi đấm nhau bạn ơi. Tốn thời gian quá. Level 2 đấu level 5. Mới vô bị nó quạt quát đóng băng rồi. Đau nghe à. Cho nó ướt cái này. 35 đam, còn một máu. Trời ơi, một phát nữa. Này giáp nó cao lắm, buộc phải dùng này đánh này. Rồi chết luôn, bị chón luôn. Giờ phải giết thằng giữa trước. Lúc không cần nó lại ghét. Này đánh đúng đau nè, hên né được rồi. Rồi để vậy. Để nó gạt này. Rồi làm ướt nó không được luôn rồi. Làm ướt được thì còn cháy máu được. Chết nữa. Lên đầu á. Vừa đủ đau lên cấp luôn rồi. Vậy là mình có thể đánh được con level 5 mà chút nữa đi đánh. Chơi luôn, hết focus luôn. Con này đánh chắc đau lắm à. Một đam. Ướt, làm ướt đó. Bây giờ còn một máu. Này tám mấy phần trăm nãy giờ đến hụt luôn. Mười bốn nó còn có 15 lận. Thôi vừa vô thành sống luôn. Ngủ 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 một máu à. Ô được cái gì đi vậy?
cái đền cờ bạc á, sòng bạc á. Sòng bạc đi thì điểm may mắn, con này 70 may mắn, chơi luôn bạn ơi. Có một tiền à. Muốn chơi lắm nhưng mà hơi nghèo. Dưới này là có full focus 24 điểm F. Level 4. Mình đang muốn về đấm con này lấy 60 tiền. Quay về đây. Phải đánh cái hồ bên đó trước đó nữa. Vô 343 chắc hy vọng đánh được level 5. Trời ơi, nó chơi hai kiều này chết luôn rồi. Hồi máu phát cho anh chắc. Bị ám rồi. 16. Khó nghe à. 89% vẫn hụt. Tám mấy phần trăm hụt tiếp. Bây giờ phải gạt ông già này mọi giá. Rồi cắn máu thôi. Chết rồi. Ừ, không giảm may mắn thôi. Một máu nữa chứ. Đánh quái level 5 có thể đánh được chứ đi cái này hơi bị cuồng vọng quá. Mới uống xong. Một cái bỏ tay. Trời ơi. Hụt hai cái luôn thiệt. Rồi lại bị ám tiếp rồi. Giảm đam luôn. Chết luôn. Gọi anh kia vậy thôi. Đun lên vài năm này mình đi chưa nói rồi. Đánh con mình đây. Lại bút khiên này. Có một tiền cũng bị trộm nữa.
chậm một tiền nó trốn cũng đỡ, may là nhà nghèo. Đủ cái hồi máu không? Nó cho một đống gác luôn. Còn mấy cọng cỏ. Đây. Được cái gì đây? Cái này đưa cho con kia cắn, tại nó có cái tẩu. Rồi nữa rồi. Cắn luôn. Bỏ tài bị chặn đường đó chứ. Nó đánh trước hai hit luôn. Tám mấy phần trăm mà nãy giờ đánh hụt không? Học tiếp. Tám chín phần trăm vẫn hụt. Chơi game như chơi đùa những nhân phẩm gì đó. Giờ đánh mình thấp thấm rồi. Mười hai tiền dưỡng đi. Ui được hai con cỏ. Đồ trong này không có gì hơn. Rồi đấm con này xong qua đấm con bên kia. Đau nha. Không có hàm đầm đào đàm mà nó làm mình khó chịu. Con này nó phản đam nên phải đánh nó mới được. Giết đi. Lại hụt nó chạy. Nó đấm phát nó chết luôn rồi đó. Rồi lại bị phá. Lại bị phá tiếp chết luôn. Không đánh hàng dưới à,
sao mà cứ hụt không vậy? Hụt cũng phải có sát sức thôi chứ. Nãy giờ mới đánh ra đường cái đó. Này hụt tiếp. Rồi dứt điểm phát cuối. Cái hồ dịch chuyển thôi thôi thôi, này có điểm thể lực nè. Ở đâu này đâu có. Này nó có nè. Hụt đó trời, 70% mà gì đó. Đây là gì đó? Lấy kho báu rồi đó. Trời ơi, đi lần hai ô rồi bên lại bị cái quái gì nữa. Thôi cài cứu cái này dữ rồi. Thằng hề này nãy giờ nó phá chiêu mình quá nhiều. Rồi hai đứa bị sốc luôn. Nó giảm cái thằng này phế luôn. Ba đam thiệt. Một cái âm. Một máu. Một máu thì nó bắn được 3 phát cho nó còn giết nữa. Lũ giết game. Lúc cần thì lại đánh hụt luôn. Lúc cần là đánh hụt mà lúc còn một hit cuối thì nó sẽ đánh chung. Tăng đam nữa chứ. Tăng đam mà kịp đánh đâu mà tăng. Tự nhiên mình đi cái nó hiện cái này ra cái gì không biết luôn. Rồi bỏ đi, tốn thời gian qua cái đó. Thank you.
ai né tránh. Hai phán đam mà. Tám tiền rồi. Cái gì đây? Dựa trên điểm may mắn hả? Bảy đam. Đồ đi muốn đúng bữa vậy. Được, 16 điểm xong kiếm mới được. Ủa cái nãy đâu tiêu rồi? Xuống cái đoạn hát ta nữa quá. Tìm cái ngôi đoàn bị thành tích ẩn gì đó ở đâu trong đây nào. Chắc thua trên này quá. Level 3 đấm được. Đấm xong cái này chắc nghỉ luôn á. Game cũng không có gì quá mới mẻ. Lặp đi lặp lại khá nhiều. Dưới con nhện trước. Tụi nó ba thằng đánh trước hết này. Tự nhận này nhận nước rồi. Không sao. Chắc ăn gà nó luôn đi. Tám máu à. Tà lành này bém chín nên còn đỡ. Một cái xác. Dựa theo điểm tốc độ. Tốc độ bém 3. Nãy mình nhớ có cái sông kiếm quên đưa trong kia. Cái nón này cùi quá. Coi vũ khí mới rồi, ngon hơn cũ.
Đây là gì đi thua tia đồ đó. Trời. Trời. Bây giờ mình buộc phải đánh con thôi. Thì cái con đó nó không bị chón này. Không sao, không sao. Rồi máu không phát cho chắc ăn. Bắn cái ông đi luôn rồi. Còn lại con này thì đơn giản rồi. Cái pha nãy hồi máu chắc ăn thôi. Tại tôi không tin vào nhân phẩm của bản thân mình nữa. Bảy một ba thì nó như cái nãy chả khác gì. Kho báu đây. Ba điểm ba. Tăng được 3 điểm né tránh nhưng mất 1 điểm focus đúng lắm. Nó chỉ tăng đàm với quái nước thôi. Sắp tới điểm kia nói. Vừa đẩy điểm lại là cái gần điểm. Đấm luôn này đi về cho nó nhanh. Mấy này hay đọc ha. Hết 6 máu, lỗ cái pha đó. Rồi dính độc thiệt luôn rồi. Hụt phát, trả lời con cỏ. Lỗ tiền. Hai cái này nó như nhau mà. Còn cái này hai điểm kháng, cái này hai điểm phản. Cái đàn này theo điểm talent thằng này là 79. Nhưng mà nó 4 boost lận, không cần đâu. Rồi đi xuống cái mà chiến trường dưới. Không đủ mà giải lời nguyền. Học lố luôn. Nó hiện màu vàng con hụt nó. Chưa giải độc sắp bị dính độc nữa. Bảy mấy phần trăm mà đồng hụt. 89% hụt hai lần đó. Xuống đây à? Xuống xuống.
Quên đi, quái nó hiện ra. Ngủ thôi. Rồi, bị dính một điểm thôi. Thì đồ vẫn là đồ cùi, không có gì hơn hết. Cái đó 300 lần chưa gần đầu tư vội đâu. Trời, nó gài đạn rồi, dính độc luôn rồi. Rồi thêm hai thằng dính độc. Trời ơi, tốn thời gian dữ thiệt. Tám mấy, chín mấy phần trăm cứ hụt liên tục. Còn né 16% thì né liên tục được. Mới vô nó đánh cái gì mất chiều nữa rồi. Còn đến giữa level 3 92% vẫn hụt, chín mấy phần trăm lại hụt tiếp. Một máu, lúc nó không cần thì nó giết một máu phản đam chết luôn không đó. Né được, phá chiều học luôn. Tám mấy, chín mấy phần trăm mà nó tính học liên tục là sao ta? Đón đi chi kè nó. Bonus đi chứ. Đẩy chín mấy anh chồng cho chắc. Thôi nãy học tiếp mẹ nó. Bực mình dữ thiệt. Tám mấy, chín mấy anh chồng mà nó học liên tục được. Cái lúc không cần thì nó lại đánh được. Con game là thế nào, cái tỷ lệ nó đưa ra cũng là con số ảo ma thôi. Đây, trước khi nào không gần thì nó luôn luôn là cách đúng. Mới thấy được cú ghiếc đó. Đồng đá là mất chiêu luôn hả ta?
66 máu, 2-3 tuần nữa mới chết nó được. Không được hồi máu này luôn. Trời, đóng băng hết game đây. Đánh gai là chết. Ngày tuần cuối rồi còn né làm gì nữa. Cái phát cuối cùng nó còn vài máu nó lại viết. Ngồi tốt. Cận tử trong thời gian ngắn được mỗi cái áo tầm tạm. Rồi chọn một nhiệm vụ á, chả biết cái nào, chọn cái dưới đi. Trời, tới giờ nó vẫn còn dính độc nữa. Mua con tàu xịn luôn. Mới vừa nhú ra hên là tàu thương gia chúng thấy tàu quái vật, mua sạch tiền cái nhân còn cái gì nữa đâu. Cái nón 83 đồng, nón 1 trí tuệ, nón này 2 kháng, hai này nên chắc đổi cái nón trước. Nón 39 đồng này hợp không? Còn nón đồ gác mình bán đấy chứ. Cái kia chừa lại để có gì mình đi đánh bạc. Này chả biết làm gì luôn, thôi cứ giữ cái đi. Ủa? Sao mình không bán được ta? Ủa sao không bán được? Hay đại đen tool này phán này mới bán được. Vậy thôi bỏ đi. Cá nóc rồi. Này con cua hả? Thôi, nghỉ thôi. Game này chơi nhiều chán à. Muốn tìm một con game mới đi thử. Ok, ba anh em.